Holi là lễ hội lớn của Ấn Độ, được mệnh danh là lễ hội sắc màu lớn nhất thế giới. Lễ hội Holi được tổ chức vào ngày trăng tròn tháng 3 hàng năm nhằm đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và sự khởi đầu của mùa xuân, với hy vọng sẽ có một mùa màng mới bội thu, và cũng là để kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Ở hai phần trước, Toban đã dắt mọi người đi khám phá thủ đô Delhi và thành phố Hồng Jaipur rồi. Cả nhà có thể xem luôn hai phần đó nhé. Sau khi khám phá ở thành phố Hồng Jaipur xong, thì nhóm của Toban tiếp tục lên xe di chuyển hơn 200 km để đến với thành phố Mathura. Đây là nơi thần Kitra được sinh ra đời và cũng là nơi sản sinh ra lễ hội Holi. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng theo chân Toban, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thành phố Mathura và cùng xem lễ hội sắc màu lớn nhất thế giới này có gì đặc biệt nhé. Đi thôi nào. Hello, Toban xin gửi lời chào đến tất cả các cô bác, quý anh chị cùng các bạn đang xem video của Toban. Hiện tại Toban đang có mặt ở thành phố Mathura. Hôm qua thì Toban ở bên thành phố Jaipur và Toban đã bắt xe khách để di chuyển qua thành phố Mathura để tham gia một cái lễ hội rất là lớn, đó là lễ hội Holi. Bây giờ mình sẽ đi, trước tiên là mình sẽ đi quay khách sạn cho mọi người xem cái phòng khách sạn Toban ở. Sau đó mình sẽ dắt mọi người đi tham quan đường phố ở Mathura nha. Và đây là khách sạn mà Toban ở. Khách sạn này là, thật ra là cũng là một cái đền luôn nha mọi người. Đó, đền mà kết hợp làm khách sạn luôn. Ở bên trên thì khách sạn, ở dưới là đền. Bây giờ mình sẽ dắt mọi người vào bên trong tham quan nha. Khách sạn Toban ở là ở bên dưới là một cái ngôi đền luôn nha mọi người. Đó, bên dưới sẽ là một cái ngôi đền nè. Mọi người đang cầu nguyện bên trong nè. Còn ở trên tầng sẽ là khách sạn. Phía trên này là sảnh tầng Toban ở nè. Có một cái bộ sofa và có một cái giếng trời để phòng của Toban. Quay cho mọi người xem. Và đây là phòng của Toban. Phòng này thì sẽ có giá là khoảng 1.200.000 một đêm. 1.200.000 tiền Việt Nam đồng nha. Một đêm. Đầy đủ tiện nghi. Đây là toilet nè. Lễ hội Holi này thì sẽ được tổ chức trên toàn đất nước Ấn Độ luôn. Nhưng mà cái nôi của cái lễ hội Holi này á, thì nó nằm ở thành phố Mathura này. Bởi vì sao nó lại nằm ở thành phố Mathura này? Bởi vì đây là cái thành phố này là cái nơi mà thành Krishna được sinh ra. Thành Krishna là cũng là cái vị thành mà tạo ra cái lễ hội Holi này. Ok, bây giờ mình sẽ dắt mọi người đi tham quan thành phố nha. Đây là quang cảnh phía trước khách sạn của Toban ở. Do đang là chuẩn bị ngày mai sẽ là vào lễ hội Holi, cho nên hôm nay mọi người đã kéo về thành phố này rất là đông. Phương tiện di chuyển thuận tiện nhất vẫn là xe rickshaw hay gọi là xe túc túc. Nhưng mà mọi người đi thì nhớ là trả giá nhiệt tình vào nha. Phải trả giá xuống nhiệt tình vào. Tại mấy ổng cũng hay đòi giá thấp. Nhưng mà ở đây mình thấy đòi giá cũng không thấp bằng như ở bên Thái Lan rồi này kia. Ở đây người ta chỉ đòi nhỉnh hơn một chút xíu thôi. Bên xe này. Và một địa điểm đầu tiên Toban muốn đưa mọi người đến tham quan đó là đền Botrakul. Ở đây là khu vực mà có một cái hồ nước rất là lớn nè, kiểu hồ nước mà xung quanh sẽ có ruộng, sẽ có các bậc thang để đi xuống. Cái khu vực này là mọi người dân ở đây cho rằng là cái hồ này là ngày xưa là thành Kitra thường xuyên chơi đùa ở đây, cũng như là nước của cái hồ này dùng để giặt đồ cho thành Kitra, nên mọi người đến đây để cầu nguyện và bảo vệ cái hồ này. Ý nghĩa của cái hồ này là như vậy nha. Đây là toàn cảnh cái hồ. Thì hiện tại đã được rào lưới xung quanh hết và không cho bất cứ ai xuống. Mình chỉ đứng từ xa trên cao nhìn xuống thôi. Bây giờ mình sẽ dắt mọi người đi vào bên trong trung tâm, một khu chợ. Đang ngày mai là lễ hội cho nên rất là đông mọi người đang tập trung về đây. Khá là vui đó mọi người.
đây cũng là cái nôi sinh ra cái lễ hội Holi nữa. Bởi vậy cho nên cái khu vực mà mọi người muốn chơi Holi mà vui đẹp nhất là cứ đến thành phố này. Này là một khu chợ. Tôi và anh đang phải đi vào đây để kiếm mua dầu dừa. Để mọi người biết làm gì không? Mình phải về bôi dầu dừa hết lên tất cả các phần da cũng như là tóc. Bởi vì cái lễ hội Holi này người ta sẽ sử dụng bột màu để chét lên mặt mọi người, cũng như là để chọi bột màu vào nhau á. Và cái bột màu đó thì nó bám ghê lắm, nếu mà mọi người mà không nó về mình tắm không có ra được. Vậy nên kinh nghiệm là mọi người phải sử dụng dầu dừa, mình phủ trước một lớp thì về mình gội nó mới trôi được cái bột màu đó. Đây là một cái khu đền gì mà mình thấy rất là đông mọi người đang tập trung vào trong đây luôn. Đồ ở đây bán khá là rẻ mọi người, 250 ruby là nhiêu ta, 75.000 à, 75.000 Việt Nam đồng một cái. Đó, mọi người ví dụ như mà đi Ấn Độ thì mình nghĩ cũng không cần đem nhiều đồ đâu, qua đây mọi người mua đồ rất là rẻ luôn. Đó, ví dụ như mấy cái đầm nữ, mấy cái đầm nữ bên trong cũng chỉ có 200 ruby à, mà rất là đẹp luôn, 200 ruby là có 60.000 à. Mấy bộ trên kia cũng lộng lẫy quá kìa. Trời ơi, mấy em của mình nó còn chưa chịu mấy này, nó còn qua đây sale 150 nữa. Nó còn mua lại sale 150 nữa. Đẹp á, mua về bộ đi chơi đi em. Và đi Ánh thì mọi người không nên bỏ qua không nên bỏ qua cái nước matcha này. Nó giống như là nó giống như là trà sữa vậy mọi người, là có nghĩa là người ta sẽ dùng sữa và trà nấu lên uống rất là ngon. Cũng rẻ lắm, bình thường tôi ban mua là chỉ có 20 ruby là khoảng 6.000 Việt Nam đồng thôi, mà không biết là ở đây thì bán nhiêu, chắc cũng nghĩ như vậy thôi. Và đặc biệt là người ta sẽ đựng vô một cái ly bằng bằng gì quên người ta bằng bằng đất sét nung đó, rồi rồi sẽ tặng cái ly cho mình luôn á. Nhiều 30 ruby cho hai ly đó. À, ở đây là chỉ có về còn rẻ hơn bình thường. Bình thường là 20, ở đây có 15 thôi. Ngon quá. Một loại nước uống mà mọi người không nên bỏ qua khi đến với Ấn Độ. Và mọi người đang hiếu kỳ không biết Tô Ban quay gì cho nên rất là ngon, không nên bỏ qua cái loại nước này nha mọi người. Bên trong đền này thì không biết đang tổ chức gì mà rất là đông. Và cái thành phố này thì chủ yếu là du khách sẽ kéo về đây để chơi Holi là chính thôi, chứ nó cũng không phải là một cái thành phố du lịch đâu. Nhưng mà nó sẽ nổi tiếng nhất là về lễ hội Holi này. Lễ hội Holi này thì một năm chỉ có một lần thôi. Hello, mọi người đã bắt đầu vẽ trang trí cái mặt của mình rồi đó. Trời ơi, quá rẻ luôn. 100 ruby là có 30.000 nè. Mà nhiều khi còn trả giá được nữa nha. Ở bên đây là dễ trả giá lắm, nhưng mình thấy nhiều khi thấy rẻ quá mình cũng không muốn trả giá nữa. Tại vì có mấy chục ngàn trả giá gì nữa mọi người. Giống như cái áo đó đó, mấy cái áo đó có 60.000 tiền Việt rồi, còn trả giá gì nữa. Nè cái đầm này nè, có 60.000 nè. Không biết sao trả giá nữa, bây giờ trả giá xuống nữa cũng kỳ. Trời ơi, cái bộ này đẹp nè em. Bộ trên đây đẹp nè. Đó, lộng lẫy luôn. Giờ mình sẽ dắt mọi người vào bên trong đền. Rất là đông luôn. Mọi người đang xếp hàng để vào. Mọi người đang xếp hàng để vào.
đền này là đền ưu tiên cho nam nha mọi người. Nam thì có thể mua vé và xếp, còn nữ thì phải mua vé vào cổng nè. Bây giờ mấy chị nữ đang phải xếp hàng mua vé vào cổng, mấy em cũng phải xếp hàng mua vé vào cổng. Còn mấy người con trai thì khỏi xếp hàng. Mấy người con trai thì mấy người con trai khỏi mua vé mà được xếp hàng thẳng ở bên đây. Đó, đọc lại vậy đó. Đó, đây là đàn ông thôi, dành cho đàn ông. Ở đâu cũng có cái dịch vụ cò hết mọi người. Thì cái này cũng có cò đưa vào khỏi xếp hàng với giá là hồi nãy ông kia ông đòi là 800 ruby cho hai người. 800 ruby là nhiêu ta, là khoảng 200 cho hai người thì mình trả xuống còn 300, cái ông đòi 500. Bây giờ mình vẫn chắc giá 300 thì ông đi rồi, để chút xíu coi ông có chịu không. 300 ruby là khoảng nhiêu là 90.000. 90.000 cho hai người, người 45.000, khỏi phải xếp hàng, là ông sẽ đưa thẳng vào bên trong luôn. Sau một hồi thì ông cũng chịu giá 300 ruby cho hai người, 90.000. Ông sẽ dắt đi vô đường chui, đi vô cái đường gì đó. Ông sẽ dắt mình đi đường tắt để khỏi phải xếp hàng. Xếp hàng đông lắm mọi người, quá đông luôn. Không biết ông có cho đi chui đường lỗ chó không? No. Thì em ấy sẽ vẽ hình lên cho... Tại vì ở đây ai chơi ruby, ai chơi holy cũng thấy vẽ vậy hết á. 100. Huh? 200. No. Nay. I asked already. It's more small Hindi at that. Or it's vậy là ta đã thành. Nay 200. Hello. Sáng nay thì Quỷ Hoàng nó thức không nổi nên chỉ có hai anh em đi thôi, chút xíu nữa nó mới ra sao. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển, xem ổng dắt đi đường tắt là ổng đi đường nào của ổng đi. Ông đừng có dắt chui lỗ chó là được. Có khi nào ổng cho hai anh em chui lỗ chó không? Nhóm nó nói 200 á anh. Cho nó một đấm. Mấy này lươn lẹo lắm. Mình phải cứng, nhưng mà người ta được cái là người ta không có, người ta chỉ nói thôi rồi mình không chịu thì thôi à, chứ người ta cũng không có, chứ không có gắt với mình lắm. Mọi người sẽ thấy rất là nhiều cảnh sát vác súng đi, tại vì rất là nhiều tôn giáo đến tập trung đến đây á, nên sẽ dễ có bạo động và sẽ dễ có những cái hành vi không tốt, cho nên cảnh sát được huy động rất là nhiều luôn. Người thấy không, đi 1 mét là có hai ông cảnh sát vác súng đùng 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 vậy đó. Hai mét là sẽ có cảnh sát một lần nha, rất là nhiều cảnh sát luôn. Đó. Nên cũng cảm thấy yên tâm, tại vì những cái ở đây những cái tôn giáo và những cái vùng miền khác nhau thường xuyên bạo động chiến tranh vậy, nên an ninh phải thắt chặt. Ông đang dắt mình đi tắt qua một cái khu vực nào đó, băng qua một cái khu chợ. Thì Tô Ban vừa đi ở bên trong đền ra mọi người. Hồi nãy vào trong đền thì bị tịch thu điện thoại, không có được quay phim, cho nên tôi ban không quay được. Nhưng mà mọi người nếu có đến đây, mọi người nên trải nghiệm nha. Tại vì ở trong cái đền nó rất là đẹp, và đó là cái nơi mà thành Ritna được sinh ra.
và cũng là cái nơi mà tổ chức sinh nhật cho thần Krishna ở trong đó, bởi vậy nên rất là vui. Người ta nhảy múa trong đó rất là nhiều, và có mọi người vào trong đó thì có thể tham quan hết cái cung điện của thần Krishna rất là đẹp. Tuy nhiên là bị cấm quay phim chụp hình cho nên bị để điện thoại ở ngoài. Hơi uổng nên mọi người nên vào nha, cái này hay lắm. Và cái cũng nên là nhờ người dắt vào như vậy thì đỡ phải chờ đợi lâu nè. Anh này anh dắt mình vào theo cái cách là sẽ có móc nối với một cái ông gọi là trưởng công an. Ông sẽ ra ông ký giấy cho và đưa đến cái cổng phía sau, sẽ có công an canh giữ đó, là công an sẽ cho mình vào. Đó, cũng khá là ok. Nên mình thấy giá cũng hợp lý đó. Và ảnh khi ảnh đi anh sẽ giới thiệu hết cho mình tường tận về trong cái cung điện đó. Nên mình thấy rất là đáng đồng tiền. Chỉ có 300 ruby cho hai người, tương đương có 90.000, là người có 45.000, khá là rẻ luôn. Còn như ở bên Việt Nam của mình mà muốn được một cái chữ ký của trưởng công an là không có cái giá mấy chục ngàn đâu mọi người. Đã tốn thời gian rất là nhiều. Còn nếu mọi người ở trước cũng được thì mình miễn phí, nhưng mà vào sẽ không ai hướng dẫn cho mình, và cũng như là sẽ phải xếp hàng rất là lâu. Thank you. Ông anh đó là người dắt mình á, ông rất là nhiệt tình nên mình nó là có tiếp thêm chỗ 100. Đây là mấy chị người Dalit nha. Mấy chị người Dalit thì như mấy tập trước thì tôi bên cũng có quay mấy người Dalit rất là nhiều trong người tham khảo rồi đó. Người Dalit thì đi đâu cũng có. Và một địa điểm tiếp theo tôi bên sẽ dắt mọi người đến một cái ngôi đền của người đạo Hồi. Thì hồi nãy là của đạo Hindu, bây giờ là qua đạo Hồi. Bởi vậy cho nên hồi nãy cái hình, mấy cái hình của mình là của bên đạo Hindu, giờ qua bên đạo Hồi thì để chắc anh hơn mình đã xóa nó đi, để sợ vào đạo khác của người ta không chịu. Đây có một cô bán dưa leo. Hai mươi ruby một chế là 6.000. Sẽ cắt ra mà bỏ vô trong cái bình nước. Sau đó chị ấy sẽ cắt đầu trẻ ra làm 4. Chút xíu nữa sẽ rắc thêm cái bột masala vào. Bột masala đó là có vị cà ri á. Thêm bột hả? Thêm masala hả? Dạ, muối kiểu masala rất là ngon. Masala. Thank you. Này, mình sẽ thử cái trái dưa leo rắc bột masala này. Cũng tương tự như dưa leo mà ăn với muối tiêu của mình, nhưng mà cái bột masala này nó có mùi cà ri. Cũng dễ ăn. Ok, mình đang đi vào đền nha mọi người. Thì mọi người phải gửi giày dép ở bên ngoài, sau đó mình vào. Đẹp quá ta. Những ngôi đền Hồi giáo thì mọi người nhìn rất là dễ nhận biết, đó là sẽ bên trên sẽ luôn có những cái cục tròn. Người ta luôn sẽ có, tất cả ngôi đền đều có tròn giống vậy. Chỉ là bao nhiêu cục, nhiều hay ít thôi, to hay nhỏ thôi. Và đây là toàn cảnh phía trong của đền. Mọi người đang ngồi cầu nguyện.
người dân Ấn Độ mà thấy du khách lạ tới là rất là thích. Rất là thích, lại hay xin chụp hình cũng như là để làm quen, bắt chuyện. Mình thấy cũng rất là thân thiện thôi mọi người. Ok, bây giờ tôi bên ở trong đền này một chút xíu sẽ di chuyển tiếp tục đi địa điểm mới để quay cho mọi người xem nhé. Bây giờ mình sẽ xuống cái tàu này để đi tham quan như là khoảng 5 đền đó. Mấy đền em? Dạ, 2 đền và 3 pháo đài. Giá là 600 ruby một người. 600 ruby một người là khoảng 180.000 tiền Việt. Ok. Và sẵn ghé rước quỷ hoàng luôn, quỷ hoàng đang bị kẹt trên kia. Xuất phát thôi nào. Ở khu vực này mình thấy mọi người hay cô chú đây đang cúng. Very famous. Million views. How many subscribers? 1100. Nước sông này là mọi người dùng để cúng nè, này kia nè mọi người. Khá là độc nha. Chú Tân đang được ghé vào một ngôi đền có tên là Dua Wa Khemvo. Cái tên nó cũng khó đọc lắm nên đọc không chính xác lắm đâu nha mọi người. Đây. Trời ơi. Mới lên là thấy mấy em khỉ đi nhông nhông rồi nè. Ok lên. Kẹo bông gòn. Chúng ta sẽ băng qua một con hẻm này để lên vào cái đền. Đây là những ông chú người Dalit đang làm việc dọn dẹp vệ sinh. Đó là một bánh thần thánh. Papuri. Này ông. Con chú này đang bán bột màu để chơi holi. Đó, holi là người ta sẽ dùng mấy cái bột màu này nè, đủ màu sắc để mua để đi chết rồi người khác. Holi có lắm. Holi. Bên đây có bột kim tuyến nữa nè. Đủ màu luôn. Ngày mai mình múa dễ mà. Mai bán nhóc gì? Ông chú vẫn đang xài cái canh thần thánh ngày xưa nè. Hiện tại tôi đang đưa mọi người đến một cái ngôi đền, đó là đền Vitamrap. Cái tên hơi khó đọc nha, mình sẽ ghi cái tên ở bên dưới cho mọi người. Đấy, đặc biệt chỗ là cái ngôi đền này có cái nền màu hồng rất là độc đáo. Sơn tường màu hồng hết nha, hồng và vàng nhập vào bên trong. Mấy chỗ này thì mình cũng không có quay kỹ cho mọi người đâu, quay lướt lướt thôi chứ
người ta cũng không có muốn thích mình chỉ điện thoại quay quay hoài. Chủ yếu là người ta đến cái đền này để thờ cúng và tắm nước sông. Đó. Khu vực này là để xuống tắm nước sông để rửa tội cũng như là xin nước thánh. Xin nước thánh lên cúng. Bên đó có lẽ người ta đang dựng một cái khu sân khấu để chuẩn bị cho lễ hội Holi. Mọi người đang tắm dưới sông để tẩy hết những ô uế giống như là những rửa sạch tội dạng vậy đó. Mà mình thấy cái nước sông rất là đục luôn, bốc mùi nha. Người dân ở đây thấy nhóm tụi mình là kiểu như lạ, rất là lạ nên người ta hay dòm từ trên xuống, dòm rất là kỹ. Và nhiều người thì còn ghé xin chụp hình, rất là nhiều người xin chụp hình. Mọi người thấy các thần linh bò khắp mọi nơi ở trên đường phố. Đó. Thêm một thần linh bò nữa nè. Đây là người dân đang chuẩn bị cho lễ hội Holi Ka. Đó, mọi người thấy không, người ta sẽ chất ra những cái đống lửa ở giữa đường luôn. Cứ đi khoảng chừng 500 mét là sẽ có một đống lửa như thế này, rắc bột xung quanh nè. Xung quanh sẽ là các bột màu. Bột màu này mình cũng sẽ dùng để chơi bên Holi, là mình sẽ chọi bột và các kiểu á. Thì buổi tối này bắt đầu người ta sẽ đốt cái đống lửa này lên nha. Và nhiều lắm nha, cứ đi một đoạn cỡ chừng vài trăm mét sẽ có một đống như thế này. Đó. Mấy chị sẽ dùng phân bò, bánh phân bò để cúng. Mấy chị đang cúng bánh phân bò. Cái lễ hội Holi này hôm nay là sẽ là tối nay sẽ là đốt cúng trước, rồi ngày mai là bắt đầu chơi bột màu nè, chọi nhau. Mấy chị đang làm lễ cúng á. Thấy hay không? Mà mình thấy độc lạ một chỗ đó là cái đống lửa người ta đốt ở ngoài đường luôn mọi người. Đốt ở giữa đường luôn. Nhiều người cùng tới đốt luôn. Nhiều người cùng tới đốt luôn mà đốt giữa đường vậy, chỉ chừa đúng một chút xíu cho xe chạy thôi, còn lại là đốt ở giữa đường. Chứ không phải là đốt ở các đền hay gì. Đó. Và cây cối bên trên thì người ta sẽ chặt nhánh xuống để lấy làm củi cho khô đốt luôn. Ôi mấy chị đang rưới thêm. Mấy chị đang rưới nước cúng vậy nè. Rất là nhiều người cúng nha, giống như là kiểu như một cái đống lửa này là sẽ có rất nhiều người lại đây cúng chung. Nguyên cái khu vực này sẽ lại đây cúng chung cái đống lửa này. Khá là hay. Đây, mọi người đã bắt đầu chơi lay ray, thấy em nhỏ không? Thấy em nhỏ là chết bột màu, bị chết bột màu lên rồi đó. Thì ngày mai là Toban sẽ tham gia cái cuộc chiến bột màu này. Mai sẽ quay cho mọi người xem, rất là hấp dẫn luôn. Và tại sao họ lại sử dụng cái bánh thanh bò này để cúng lại? Tại vì bò là vật cưỡi của thần linh Shiva. Đó, cho nên người ta tin rằng là phân bò hoặc là nước tiểu bò cũng có thể là của thần linh ra và chữa trị được bệnh tật. Nên người ta cũng dùng bánh phân bò để cúng. Hello. Đó, mọi người thấy không? Cứ đi một đoạn là sẽ có một đống Holi Ka. Người ta chất đống đống vậy đó, cứ một đoạn là sẽ có đó. Đằng phía trước lại có nữa nè, mình thấy hình như là cứ tầm khoảng 200 mét đến 500 mét là có một cái nha, cứ ngã ba ngã tư. Một loại bánh. Ồ, bánh này ăn được nè Hoàng. Bánh này ăn được nè. Bánh này ăn đó. Ăn đi cho đỡ đói vậy. Cứ thằng cái hả? Thằng cái đi. Ai ăn không? Đi. Đây mọi người. Roti. 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 Bánh rô tì. Bánh rô tì. Is that roti? Polcha, polcha. Kocha. Ha, chola polcha. Bánh kocha hả? Yes. Bánh kocha. 10 rupee kìa. 15 ngàn.
चलू हो गया हो गया नहीं हुआ क्या पैसा कर गए और बिन बे ये व्हाट इज दिस अगेन व्हाट इज दिस चोला चोला थर्म वा लाइक दाल बप từ bắp làm từ bắp ra thấy thơm mùi bắp á इसको चना छोला बोलते हैं हां चना छोला chiên bằng bơ sau đó chắc bỏ cái nhanh này vào ở giữa इनके लिए लगा पहले प्लेट बना मसाले की मसाला मसाला À, để ngoài ăn riêng chứ không phải là chấm khả năng á. Yeah. Khả năng. Đây, trên tay tô ban là cái bánh sau khi làm xong. Mình sẽ xé một miếng chấm với cái này. Cái này là giống như dừa nè, cà chua nè, ớt nè. Và sốt sốt giống như sốt bắp gì đó. Món nướng ngon quá. Thơm ngon, rất là ok. Món bánh này ok mọi người. À, thì tối nay nhóm của Toban sẽ bắt đầu đi xuống đường để quay lễ hội Holi, Holika cho mọi người xem trước nha. Ngày mai là sẽ đến lễ hội Holi, còn tối nay là Holika. Đây, phía sau mình có một bạn. Buổi tối thì mọi người bắt đầu đổ ra đường để đi kiểu như một cái nghi thức đi cúng gì đó. Đó người ta sẽ cứ để cái miếng nằm lên nè. Quá đông đúc. Ở đây mình thấy có cái món gì mà nguyên một cái chảo quá bự luôn. Món gì ta? Món gì em? Biết tên không? Sữa bơ. Sữa bơ hả? Sữa bơ với có saffron á anh, saffron hết trơn. Ủa thơm quá ha. Có một cái chảo bự luôn. Rồi người ta sẽ đựng vô cái ly ly gốm. Yeah, hai cái hay là hai ly. Ok. Còn bên này là món bánh nướng. Món bánh nướng trong phòng phi. Wow. Thấy ông anh cũng đẹp chưa. Tập dẹp cái bánh ra, sau đó thì nhét cho thùng phi. Trong cái thùng đó là sẽ có đất sét nha, đất sét ở lớp ngoài. Hay quá. Đó, anh sẽ ịnh lên cái thùng phi dưới là đang đốt than. Nóng lắm. Đưa cái tay vô nóng dữ lắm. Quá hay anh ơi. Tuyệt vời. Còn ông anh này có cái món món bánh
giống như món cơm trộn vậy đó, từng lớp rau để lên rất là đẹp. Mới nhìn xa mình tưởng là cái bánh kem đẹp, rất là đẹp mắt nha. Anh sẽ mỗi lớp sẽ là một lớp rau. Yeah. Rồi có món bánh thần thánh biburi. Yeah. Món bánh thần thánh biburi này thì đi đâu cũng gặp mọi người rất là thích ăn món bánh thần thánh này. Mà nó đang cho thêm sữa vào. Cái nước này ngon lắm, tôi ban mới vừa uống này. Tiếp theo là một món bánh của một ông chú. Sẽ xào trên một cái chảo. Nó dầm cái bánh ra, trộn đều lên. Mọi người đang bắt đầu đến cầu nguyện. Quá trời đông luôn mọi người ơi. Bây giờ đang chuẩn bị đợi các pháp sư làm phép khi đốt đống lửa. Một đống rất là lớn. Mọi người đã đổ về rất đông rồi. Giờ là chuẩn bị tới giờ các pháp sư làm phép. Làm phép cho đóng phần vào. Thank you.
Rồi các pháp sư Ấn Độ đốt chắc kiểu này chắc cháy dây điện quá. Trời ơi, pháp sư Ấn Độ này đốt không canh gì hết trơn kìa. Quá căng thẳng rồi. Giờ tình hình quá căng thẳng rồi mọi người. Chắc cháy dây điện ở phía trên luôn rồi. Hello mọi người. Tô Ban xin gửi lời chào buổi sáng đến tất cả các cô bác, quý chị cùng các bạn đang xem video của Toro Ban. Tối hôm qua về chơi thì bị khàn cổ quá mọi người, la hét vui quá trời vui luôn. Thì sáng hôm nay bắt đầu là lễ hội Holi chính. Bây giờ Tô Ban sẽ dắt mọi người ra đường phố để tham gia lễ hội Holi nha, cùng theo chính Toro Ban. Và đây là outfit của Toro Ban. Mặc cái bộ này để chút xíu nó chết màu cho nó nổi mọi người. Và mọi người phải xác định là cái bộ đồ này mà mặc là hôm nay là bị chết màu là chỉ có bỏ luôn chứ không có mặc lại được nha. Nguyên cái bộ này là hôm nay Tô Ban sẽ bỏ. Và đây là quay mới của Tô Ban. Happy Holi! Happy Holi! From Vietnam. Vietnam. Hi. Happy Holi. Happy Holi. Để bán bột màu nè mọi người. 20 40. No, last night 20. 20 một bật anh. Ok. Là 5 bật đấy. 5 But different color, different color. Mua tầm lắm màu đấy. What color is this? 20 ruby một bịch bột màu. Là 6.000 một bịch. Đi trước đây, em đi trước đây. Mấy ông này không để sẵn một thùng nước màu ở đây nè. Ai đi ngang qua là sẽ bị tạt nha. Trời ơi, nguyên một thùng. Happy Holi. Trời ơi, đủ màu sắc rồi mọi người ơi. Happy Holi! Mấy ông kia ông đốt pháo hoài kìa. Happy Holi!
Happy Holi. Nếu mà chị đủ một sức. Happy Holi. Tôi bên mới đi bộ có được khoảng 5 phút thôi mà mọi người thấy te tua về nè. Đây là nhỏ em tôi. Đây là Quỷ Hoàng. Happy Holi. Happy, 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 happy. Vui quá mọi người ơi. Happy Holi. Quá trời vui rồi mọi người ơi. Thành linh bò, thành linh bò cũng bị chay chết vậy thành linh bò. Happy Holi. Vui quá mọi người. Happy Holi. Happy Holi. Ta thấy được rồi. Ta thấy được rồi mọi người ơi. Bề quá mọi người ơi. Can we take a selfie? Okay. Okay. Thank you. Happy Holi. Happy Holi. Wow. Wow. Happy Holi. Oh, happy Holi. Happy Holi. Wow. Happy Holi. Happy Holi. Wow. Happy Holi. Happy Holi. Rathi, Rathi, Rathi. Happy Holi. Tất cả mọi người. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Mấy khỉ để láo đó mọi người. Nó ăn cắp kính là nó đợi người ta phải mua sữa trao đổi với nó. Đó. Chuyên gia luôn. Phải mua sữa đổi lấy kiến. Quá khôn.
Rồi ông chú kìa. Happy Holi. Trời ơi. Anh đủ combo luôn mà vừa nước mà vừa bị màu nữa. Không biết mọi người chết cho tôi ban cái màu xanh gì mà bây giờ chết màu gì lên nó cũng không có dính hết rồi. Cho màu hồng màu đồ lên cũng không được luôn. Mà tối thui luôn rồi. Happy Holi. Happy Holi. Ok, happy Holi. Yeah. Yeah, ok. Happy Holi. Mọi người có thể thấy từ những ông chú bán hàng rồi này kia là đều dính hết nha. Con nè, Happy Holi. Yeah. Các cô đều Happy Holi. Wow. Hết nhận ra Toroban luôn rồi mọi người ơi. Mà quá chị vui luôn, vui dữ lắm vui. Sao con gái vui không? Dạ vui quá trời vui luôn, Happy Holi. Mong là có dịp nào đã dẫn mọi người đi chơi Happy Holi tiếp. Quá vui rồi, mà một năm có lần à. Happy Holi. 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 Oh. No Happy Holi. Bolo maka. Oh. Are bolo maka. Happy Holi brother. Happy Holi. Happy Holi. Where are you from brother? Where are you from? I'm from Vietnam. Okay, you are from Vietnam. You have specially come here to celebrate Holi. Yeah. Are you enjoying this? Can I come to Vietnam for tuk-tuk? mấy ông nội đứng trên nóc nhà phục kích. Happy Holi. Holi Holi. Happy Holi. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Happy Holi. Happy Holi. Trời ơi, quá đẹp luôn. Happy Holi, Happy Holi, Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi, Happy Holi, Happy Holi. थोड़ा चलो हैप्पी होली. अरे अरे ये हाथ लगाओ तो सही यार. हां ये हैप्पी होली. हैप्पी होली. अरे लस्सी पियोगे लस्सी तो जियोगे लस्सी. ये वृंदावन का माखन वाला रबड़ी वाला मलाई वाला लस्सी. इसको एक मटका पियोगे तीन मटका खून बढ़ेगा फटाफट. ये लकड़ी माखन मलाई खा लो और कन्हैया को मना लो. ये आ गया स्टोन बॉडी बनाने वाला सामान. ये सी लस्सी. आपका कितना वन? एक एक. मणिपुरी. अम्मा 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 अनी अउ मगा मरी निपम मपम तरु तरे तरा सामान ताजी. तो बहन लक्सी quá quá dữ quá đỉnh. Ông chú này là có cành bên trong đó mọi người. Mấy thanh niên này nói là riêng ngày hôm nay là ông sẽ bỏ cành vô để uống để sức phê pha. Hồi nãy giờ uống khí thế là không, cái này không có, cái này bình thường. Bình thường hả?
Mình sẽ thử cái món laksi của ông chú nha. Giống kiểu da ua vậy, chua chua ngọt ngọt. Ngon quá. Ok á, quá ngon. ₹50 một ly là 15.000 tiền Việt, rất là ngon. Chua chua da ua vậy ha. Giống sữa chua của mình. Quá chị vui. Tiếp tục có một con khỉ nó giật cái kiến. Giật cái kiến nó ra, nó đòi sữa, nó mà cái khu này không có sữa cho mua cho nó nè. Okay, okay. Rồi rồi, cắn thử cái kiến luôn rồi. Thân xác hoang tàn không nhận ra. Đúng rồi anh, thay vì mày đi đường lớn thì mày đi đường trong. Mấy em tôi nó bị vùi dập quá. Happy holiday. Công chuyện này. Tới công chuyện rồi mọi người. Cái này rửa nó không có ra. Mà hồi sáng là mình có chết dầu dừa phủ lên trước lớp rồi đó mà nó vẫn không ra ta. Này về Việt Nam chắc tiêu rồi. Còn mấy ngày nữa về Việt Nam tiêu rồi. Ra sân bay không biết mọi người nhìn với ánh mắt như thế nào đây. Chơi xe rồi mọi người. Trời ơi nó vui. Quá trời vui rồi. Mất cái mũ. Giật mất cái nón luôn. Thôi bỏ luôn đi. Đây là ông chú ăn cơm. Happy Holi. Quá trời căng thẳng mọi người ơi, quá đông luôn. Cái này chẳng là
quá đầu tư. Bây giờ chướng ngại vật tiếp theo mọi người cần phải vượt qua đó là đi qua mấy chỗ tạt nước. Đó, người ta sẽ đứng ở trên nóc nhà tạt nước chứ tạt bột xuống. Quá chị vui rồi. À đi. Happy holiday. Happy holiday, happy holiday, happy holiday. Wow, ơi. Chạy, chạy đi đâu? Happy holiday chứ. Lan sao không nhìn ra rồi. Ôi. Phục kích, phục kích. Wow, wow. Woo! Ai da. Sorry, sorry. Quá chị vui rồi. Nó đang cầm dời ra mới sạch đó. Trời ơi. Tứ phía mọi người ơi. Ai sẽ ăn cái xô này đây? Happy Holi bhai, happy Holi. GoPro, GoPro. Quá đông mọi người ơi. Happy Holi. Happy Holi. Trời ơi, mấy ông nội mình đã đội nón rồi, mấy ông còn dịch nón lên ông chét vô. Happy Holi. Ôi ôi cái xe. Wow. Wow. This is Happy Holi. Do I want? Oh. Happy Holi. Happy Holi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Holi. Happy Holi. Mặt Toroban hết nhận ra luôn mọi người. Happy Holi. Happy Holi. Radhe Radhe. Happy Holi. Wow. Tôi ban đang dắt mọi người ra khu vực bờ sông. Ngoài này mọi người sẽ coi người dân sau khi chơi bột màu xong thì sẽ kéo xuống dưới sông này tắm. Ngoài sông này nó đục kinh khủng luôn. Đứng đây còn thấy bốc mùi hôi. Rất là đục luôn. Trời ơi, nước đen thui à. Nước đen thui à mà người ta kéo xuống đây tắm rất là nhiều. Nhảy dài hết cái con sông lên. Not click. Nằm xuống luôn, nằm xuống luôn. Nằm xuống luôn chứ đứng không vậy cũng như không. Ôi chưa. Hurra! Happy Holi! Happy Holi! Yeah! Hello mọi người. Thì Tô Ban đã về tới khách sạn. Và mọi người thì vẫn đang còn chơi nha. Nhưng mà bây giờ là mình đuối sức quá rồi, mình chơi hết nổi rồi. Người coi thanh xác hoàn toàn không nhận ra luôn. Áo thì rách nát hết trơn rồi. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục lên nghỉ ngơi và tối nay sẽ di chuyển về bên sông Hằng. Ngày mai sẽ review sông Hằng cho mọi người xem nhé. Hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo. Nhớ follow kênh Ban để xem nhiều video du lịch hay hơn về sông. Bye bye.